Quan sát lại lần nữa, quý vị sẽ thấy những con cúm nó đang trốn ở trong những gốc cây đước đây. Đây thật sự là những ngôi nhà của cúm nha. Đây, ở đây nữa nè. Đây một con nè, nó nằm ôm gọn vô cái gốc cây đước như vậy. Mình sẽ không tưởng nó là cúm mà tưởng nó là cục đá, nó nằm vô khớp như vậy. Đó, nhiệm vụ của nó là bảo vệ cây đước, vệ sinh cây đước. Nên mình ăn thịt nó là mình gây hại cho cây đước. Cây đước nó đã chịu quá là nhiều độc tố ở trong nước, như là những cái miếng ván nó đang trôi lững lờ này đây, là chất dầu loang rồi chất bã từ mấy cái ao nuôi tôm nó thải ra rất là dơ. Và cây đước khi mà lọc trao đổi để tạo ra khí oxy á, nó thấm mấy cái đó vô trong cái rễ, nó hư bộ rễ của nó chết. Mọi người hiểu cái công việc em làm là như thế nào rồi đúng không? Em rất cần nhấn like và đăng ký trên kênh YouTube Tiun nha. Rồi lên đường anh em. Anh em ơi, Chi, let's go Chi. Tới giờ đi nhặt rác thải đại dương rồi. Phóng sanh theo yêu cầu được 800 ngàn đó con. Nó lặn dưới đây nè. Nó đang lặn dưới chân em. Phóng sanh thêm theo yêu cầu được 800 ngàn thì mình sẽ lượm rác cho nó tròn chữ nghĩa với quý vị Bồ Tát ủng hộ mình. Rồi. Cái con lòi chỉ, lòi chê gì đâu. Con lòi chỉ thì chắc là khó mà dụ nó đi theo đây. Em phải bắt nó bơi, cho nó bơi trong nước biển, cho cái lỗ đít nó hết nhiễm trùng á. Nó đang ở trong cái mảnh đang khu này. Chị lòi chỉ đâu rồi em yêu? Em qua đây bơi với anh. Hôm nay tụi mình bên nhau. Ây da, không có cho đi tự do. Đấy. Thằng lòi chỉ nó đâu rồi? Ai, lòi chỉ xuất hiện rồi kìa. Nó ỉa tới nỗi lòi chỉ luôn. Bác sĩ nói là bây giờ phải đi mai lỗ đít cho nó. Nếu mà nó không thụt cái đó vô được thì em cho nó uống kháng sinh, rồi em bắt nó đi bơi cho nó lạnh, nó teo trê luôn. Mà con này nó ngu thiệt. Em phải nói cái độ ngu nó cao. Nó không có nghe lời em nên nó mới bị vậy. Đó, em lên đây là nó lo, nó lẩn trốn em rồi. Nó chạy đi chỗ khác. Và nó làm cho những con chó khác dù nghe lời cách mấy cũng phải đi theo nó, và đi vô cái chỗ đùng tôm của người ta đó. Thì qua đó người ta bỏ bả, nó ăn thì nó chết. Cho nó thêm bài học kinh nghiệm rồi. Chi, come here. Chi, không có đi theo tụi nó. Chi, nguy hiểm con. Mình đi lượm rác. Đi. Chi, come here. Chi, phải đi theo tiên con nghe chưa? Đấy, cá phải đi theo tiên cá nha. Mấy con chó nó ngu là nó bị hại đó. Chị có bài học kinh nghiệm rồi. Không đi theo Tuy Ôn bị người ta giết, lấy cây đập đầu.